Em chào các bác, em sạc ho cho các bác sạc pin Vega nhá. Rất là nhiều anh em muốn em sạc ho sạc pin Vega. Nhưng mà thú thật với các bác là sạc pin Vega nó cũng không có nhiều đến mức độ là nói sạc ho được. Có về nhiều thì cũng đến 20 đôi là nhiều thôi, các model. Tuy nhiên thì vấn đề không phải hôm nay vấn đề không nói sạc ho thì nó hơi to. Nhưng mà trong lô thì em có rất là nhiều sạc pin Vega Bát 40, đặc biệt là model LS15. Thì em sẽ để cho các bác một cặp, giá thì em nghĩ là còn hơn cả giá sạc kho cơ. Đấy, nếu mà nói đúng là sạc kho là phải có ví dụ LS15 có khoảng 50 đôi xong mới xả, thế nó em sướng. Nhưng mà không đào đâu được. Em về lô này có 7 đôi sạc pin LS15. Thì em chỉ không gian ở đây mỗi đôi em chỉ mỗi model em chỉ bày khoảng 2 cặp thôi. Thì có một cặp này em để cho các bác giá hợp lý nhá. Giá em sẽ để tiêu đề tin. Mà chắc chắn là giá là còn rẻ hơn sạc kho rồi. Các bác có đi săn nước ngoài các bác mua thì em khẳng định là còn đắt hơn. Rồi vẫn chuyển vẫn chiếc. Đấy. Em về khá là nhiều các cái model khác nhau. Đấy, chỉ có LS15 là có 7 đôi là nhiều nhất. Thì em cân đối được giá tốt thì em để cho các bác một cặp giá tốt. Còn những cặp còn lại thì về giá bình thường. Đấy, một cặp thì gần như là không có lợi nhuận luôn. Đây là cặp AT15 này. VS150 thì em cũng về được khoảng 4 cặp. Đấy. Rồi 351 này. Rồi H15 này. RE38 này. Rồi 312 này, DX9 này. Đấy. VS150 thì em bày 2 cặp ở đây nhá. LS15 thì em bày 3 cặp, đây một cặp nữa này. Và em vẫn đang dỡ tiếp RE30. Cặp bày đây nữa này. Để cho cặp này là màu lông chuột các bác nhé. Lô này em có mấy cái cặp Mỹ hay, em sẽ để cho các bác giá hợp lý. Đầu tiên là cặp LS15 Bát 40, giá em sẽ để ở tiêu đề tin. Cái nữa là một cặp loa cổ, loa cổ sạc pin Vega. À quên, xin lỗi các bác, quên mồm. Antec Lansing, dòng 5 Series 2. Dòng này là của Mỹ ship, nó là dòng cổ. Giá rất là tốt. Khả năng cặp này em sẽ làm review cho các bác, làm cái test nhạc cho các bác. Bởi vì cái dòng Antec này thì ít anh em nghe, nhưng mà nó là dòng cổ. Dòng này nó gần như là dòng cổ của chất âm rất là thật chi tiết. Cổ như này là đẹp rồi các bác nhá. Những cái chi tiết kiểu này thì nó là di nguyên. Chứ còn thay cái thì nó đẹp, nhưng mà chơi cổ nó phải mộc mạc, nó phải zin như này. Em bật to tí, quay trở lại cái cặp này em sẽ bật to tí cho các bác nghe. Này. Em đang test bằng con âm ly nhỏ nhỏ thôi. Lý do là bởi vì cứ nói sạc pin Vega độ nhạy tốt, độ nhạy cao. Đó, những cái dòng loa độ nhạy cao thì em nói này, loa độ nhạy cao thì ăn công suất âm ly sẽ ít hơn. Còn loa độ nhạy thấp thì nó ngốn công suất của âm ly nhiều hơn. Đấy, cho nên là những cái dòng loa mà trở kháng thấp, ví dụ 2 ohm, 4 ohm thì anh em đòi hỏi cái công suất âm ly nhé. Nói về phần công suất thôi nhé, là nó phải khỏe hơn những cái dòng loa 6 ohm và 8 ohm. Đấy, rồi độ nhạy càng cao thì cái độ chi tiết, rồi độ sắc nét, rồi vấn đề phối ghép của âm ly thì nó lại không đòi hỏi về nhiều về công suất. Em ghép một con âm ly khoảng 100W cho các bác nghe. Các bác nghe tiếng trống nó thả nhé. Đây, mình thử con này. 100W thôi. Khả năng em dừng clip ở đây, tại vì thực ra cái cặp này thì nói thật với các bác là em test quá nhiều rồi. Cơ bản là chất hàng và giá thôi. Các bác quan tâm hai cái đấy nhất. Và giá của cặp này thì em nghĩ là anh em đang quan tâm những cái dòng loa Bát 40 của sạc pin Vega thì chắc chắn là sẽ chốt nhanh. Có thể so sánh những cái phân khúc khác tầm tiền ngoài 20 triệu một chút, thì anh em có những cái lựa chọn gì thì anh em quyết cho nó nhanh. Quyết nhanh nhé, quyết sớm nhé các bác nhé. Một cặp duy nhất thôi. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.